Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo một cái giấy notebook để lưu trữ những cái dòng code chạy trên nền tảng của Node nha bạn. Thì cái giấy này có tên là notebook. Thì để tạo được cái giấy các bạn cần click phần link mô tả của mình, nó sẽ chuyển các bạn về Slay hoặc Laptop, các bạn tải về một app notebook. Sau khi tải về xong thì bạn mở app ra nha bạn. Thì dòng đầu tiên nó có hai mục là tiếng Tàu và tiếng Anh, các bạn chọn tiếng Anh nha bạn. Các bạn chọn tiếng Tàu là tôi mà ăn luôn, không có biết luôn. Rồi tiếp tục các bạn chọn UTT nha bạn. Rồi bạn bấm OK. Thì nó cũng tương tự như những cái giấy khác thôi các bạn. Nó có hai mục Create và Import nè. Thì mục Import thì bạn bắt up mã 3zip của nó các bạn. Còn Import thì các bạn sẽ tạo giấy nha bạn. Các bạn nhấp vào nè. Thì dòng đầu tiên các bạn đặt tên name của tất cả name, thì các bạn tự đặt tên gì cũng được chứ các bạn. Mình thi đại đi. Còn mật khẩu thì các bạn tự đặt luôn các bạn. Phan các bạn. Mật khẩu thì từ 8 đến 20 tự các bạn xác nhận mật khẩu các bạn, mình share lại. Rồi, các bạn xác nhận mật khẩu nha các bạn. Sau khi xác nhận mật khẩu xong thì bấm agree on and correct nè. Rồi, đây thì cái dưới nút này nó chứa rất là nhiều tiền luôn. Nút wallet nè. Rồi các bạn bấm next nha bạn. Rồi, thì ở trên thì có hai mục là backup. Backup cây và backup Kickstart, thì mình khuyên các bạn nên backup 3zip cây nha các bạn. Rồi các bạn copy cái 3zip cây này lại để sau này các bạn có thể backup để khôi phục giấy nha các bạn. Sau khi các bạn backup xong thì bạn rồi các bạn bấm vào một copy xong thì các bạn chạy lại nha các bạn. Copy xong thì bạn bấm backup subscribe nha các bạn. OK. Rồi các bạn collect đâu nãy mình tạo giấy được mà sau khi rồi tự động nó vô người ta các bạn. Rồi các bạn bấm vào Access Now nè. Thì cái địa chỉ giấy này nó cũng tương tự như cái giấy chocolate thôi các bạn. Thì wallet là cái địa chỉ giấy mình nè. Còn một gỡ nè. Reset là một gỡ địa chỉ giấy nhận của mình nè. Còn một send là địa chỉ giấy gỡ nè. Dòng đầu thì các bạn dán cái địa chỉ người nhận và dòng thứ hai là số lượng. Thì để gỡ được con tóc cần đi thì các bạn cần có phí ga là tóc cần có kêu là u lợi là tóc cần nút nữa mà. Thì tóc cần này nó đã có mặt trên trang của MarketCap nha bạn, với giá là 0.6 đô à. Các bạn có thể mua trên sàn Huobi, Binance và Gator nha các bạn để làm phí ga chuyển nha các bạn. Thì giao diện cũng như vậy thôi. Và profile nè, phản vào setting tiếng Anh tiếng Việt setting content main wallet là địa chỉ ví mình nè. Import OK, địa chỉ này không có gì quan trọng cho các bạn, chỉ các bạn chỉ lưu ý là các bạn đừng có chỉnh sửa trên, quan trọng nút gỡ và nút nhận thôi nha các bạn. OK, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tạo giấy Nabot đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.